kia ra coi cho bạn ha. Mình ở New Zealand, đây mùa đông lạnh giá ha, mình nấu phở mình ăn. Đây, bạn thấy là những cái bên này sẽ phở nha. Rồi, mình bỏ tí hành vô. Đó. Thơm, à, cho ít tỏi. Này, công thức này công thức gia truyền các bạn nha, bí quyết gia truyền nha. Đó, rồi, bỏ tí hành vô. Thơm nha các bạn. Rồi tí ớt vô nha. Đó. Đây một tí rau giá. Đầy đủ luôn nha. Dù xa quê hương nhưng mà dùng cửa vườn đầy đủ đó. Đây đây là thịt bò nha, thì mình sẽ làm tái, bạn thấy không, cho nên nhẹ bò một cách rất là mỏng rồi nha, cho làm tái mình nhúng vào đây một cái đó, nhúng đây một cái nha, mình lấy ra liền đó, mình ăn tái thôi nha đó. Đây rất là tái luôn bạn nha, nước là sôi sòng sọc luôn. Đây là nước bò hầm nha các bạn. Đây phun xương bò không nhé. Đó. Đổ vô. Đó. Rất là hấp dẫn các bạn nha. Mùa đông mà có tô phở ăn là ngon lắm. Đây rau củ quả mình trồng được nha. Đấy. Hành ớt mình trồng được. Đó ha. Đây phở đây. Mình rắc tiêu lên. Tiêu các bạn ha. Đây. Câu tí tiêu. Đó. Rồi mình có hoa sinh sốt ha, tiên tiêu đen. Đây. Đây các bạn ha, đây có tiên tiêu đen. Đó. Dưa rồi xung quanh nha. Rồi, xin chào bạn ha. Đây là một tô phở ngon. Chào bạn.